Vâng, xin chào các bạn. Bên cạnh tôi đây là chiếc Royal Enfield Himalaya. Đây là một chiếc xe tương đối đặc biệt, bởi vì sao? Đặc biệt đầu tiên đến từ cái tên của nó, Himalayan. Có thể bạn đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, bởi vì đây là địa danh rất là nổi tiếng. Năm 1953, quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 155 chiếc Royal Enfield để đi làm chiến dịch ở độ cao vài nghìn mét so với mặt nước biển và độ âm hàng chục độ. Tất nhiên có thể bạn nghĩ rằng những chiếc xe đắt nhất, hiện đại nhất sẽ hoạt động tốt ở trên một địa hình khắc nghiệt như vậy, nhưng không. Quân đội Ấn Độ đã nghiên cứu rằng một chiếc xe bền bỉ, thậm chí sử dụng động cơ từ đời thám quánh nào đó cũng không cần biết, miễn là nó sẽ hoạt động ở bất kỳ đâu và bạn đi cùng nó. Vâng, đó chính là chiếc Himalayan đây, một chiếc Adventure đời mới của hãng Royal Enfield. Royal Enfield là một hãng xe xuất xứ từ Anh và có tuổi đời tương đương với Triumph, tức là đã rất lâu rồi. Và bây giờ những chiếc xe này được sản xuất ở Ấn Độ, nhưng chất lượng như thế nào chúng tôi và bạn sẽ khám phá ngay bây giờ. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến phần bánh xe, bởi vì đối với một chiếc Adventure thì phần bánh trước rất quan trọng. Bánh xe bánh căm có kích thước 21 inch và sở hữu lốp gai của Pirelli, phanh ABS tương đối đầy đủ ấy chứ. Phuộc trước, phần hành trình của nó gần 20 cm, phần hành trình đủ tốt để trở thành một chiếc xe Adventure, đủ tốt để đồng hành với bạn cho dù lên núi, lên rừng, xuống biển. Phần đèn tương đối đơn giản, đèn tròn bóng halogen, phần kính chắn gió này khá là chắc chắn. Chúng ta có một chiếc xe rất cao ráo, nhất là so với thể hình của tôi. Yên xe lên tới 800 mm, tôi thử treo lên thử xem. Tất nhiên là khá vất vả, bởi vì tôi vướng hai thùng đồ đằng sau. Nhưng mà khi đi xa tôi muốn có hai thùng đồ này, bởi vì đây sẽ là chỗ để chứa đồ. Trên xe không hề giống một chiếc xe tay ga, không có chỗ nào chứa đồ ở bên trên, ôm bình xăng vào lại. Hãy khám phá khu vực điều khiển của trên xe. Chúng ta có bảng đồng hồ tương đối đầy đủ thông tin, đồng hồ cơ kết hợp với màn hình LCD. Chúng ta có màn hình tua máy khá là nhỏ. Xong rồi đồng hồ tốc độ, rồi đồng hồ xăng, nói chung là đầy đủ. Chúng ta có phần tay nắm. Thực sự thì chất lượng không quá cao, nhưng mà điều đấy là điều có thể biết được, bởi chúng ta đang không nhìn vào một chiếc BMW hay là Ducati. Nhưng nút bấm khá là chắc. Vâng, tất nhiên rồi, tất cả phanh thì phanh dầu, côn thì côn cáp, không thể điều chỉnh lực côn, không sao cả, bởi vì chúng ta đang nhìn vào một thương hiệu ô tô, mô tô giá rẻ. Vâng, hãy nhìn vào khung máy này xem. Một chiếc máy dọc 411 phân khối, nhưng chỉ 24,5 mã lực và 32 Nm. Nhưng thông số không quá cao, nhưng như tôi đã nhấn mạnh từ đầu video, đây là một chiếc xe được tạo ra để chống chịu mọi thử thách thiên nhiên khắc nghiệt nhất, từ độ âm, từ sa mạc nóng bỏng đến mọi thứ bạn có thể ném vào nó, chiếc động cơ này vẫn sẽ sống sót. Và nó được thực sự được trải nghiệm và được thử nghiệm bởi quân đội Ấn Độ. Royal Enfield cơ bản là một hãng xe sản xuất ra để phục vụ cho quân đội. Đó là vì sao nhìn vào chiếc xe ta có thấy nhiều chi tiết đậm chất lính, từ thiết kế tổng thể, từ từng chảng ba, đèn hậu, rồi kể cả lốp nữa, tất cả, rồi cả thùng đồ đấy nữa, tất cả đều đậm chất lính. Mà để sở hữu chất lính này trên đường phố, chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng 160 triệu đồng. Đó là giá của bên phân phối Royal Enfield cung cấp ở trong triển lãm ngày hôm nay. Còn sau đó có thể giá sẽ cao hơn. Với tôi thì thực sự một chiếc xe không quá đắt và rất bền bỉ, dù thương hiệu chưa phải quá phổ biến, cũng khá là đáng sở hữu nếu như bạn đang cần một chiếc xe thực sự bền bỉ. Ví dụ như đây là chiếc Minsk của người Ấn Độ vậy.